Ngày hôm nay thì chị em mình sẽ đi ăn ăn vặt ở dọc con đường này. Em có hay ăn vặt không? Không. Ủa không à? À để giữ dáng. Trời ơi, vậy là ăn uống kiêng kem lắm. Thôi thì ngày hôm nay phá lệ một hôm đi ha. Ok. Phá lệ một hôm nay tụi mình sẽ đi ăn bao tử cá chiên giòn. Mình sẽ gọi một cái bao tử, một cái tớp mỡ, một cái chân gà sụn gà em thích nào hơn? Em nghe sụn gà đi. Sụn gà? Ồ. Chân gà sốt rút xương không? Sao cũng được hết. Hay ăn tôm sống đi. Em có cảm giác giống như là em đang đi chơi với một đại gia mà một phú ông mấy cái cách ảnh ngồi rất là chơi bời. Đúng vậy, rất là chơi bời mà. Bé lấy cho chị, lộn em, lấy lộn cái gì quen rồi. Em biết ai không? Em biết. Trời ơi, cái mắt. Bé gọi ra cho nó thích đi. Anh ơi, gọi đi, gọi đi. Gọi đi. Cho hôm nay idol gọi. Chị là idol á, chị gọi cho em vui. Con nhỏ này, em thấy chào tắt làm sao? Em thấy một cái vị nó chua vừa tối, mà nó trà cũng vừa tối. Giống như là em trà trộn vào tim chị đó. Ôi trời ơi. Trời ơi, nhỏ này hư quá. Này bé muốn gì cứ gọi nha, anh bao bé hết. Ê, nhưng mà hôm nay là hả, hồi nãy là em ngủ một giấc rồi. Là em tỉnh táo rồi. Em ngủ há hỏng á luôn chị. Đúng xong rồi. Quay lúc đó chị có ngáy nữa. Ngáy à? Tại kiểu như là rất là mệt luôn á. Mệt. Hôm qua em đi like, ăn mà mệt. Em like tới sáng em mới ngủ. Trời đất ơi, em like cái gì mà dữ vậy? Em live stream á. Ý là nói chuyện thôi hay là sao? Em live stream BK nữa, nên hoạt động rất là nhiều. Trời ơi, vậy là hình như đang có cái event gì mà đúng không? Nên là like tới sáng. Trời ơi, mấy em bây giờ nhìn người ta streamer, người ta phải like tới sáng chứ đâu. 9 giờ đi ngủ. Ôi nhìn ngon quá, ổn mày gói quá. Ổn mày gói luôn á. Trời ơi, ăn chắc xỉu gì ngon quá. Mà sụn gà nè. Sao bụng má không ai sao em? Em cảm nhận cái vị ngon mà cái hàm em nó kìa. Nó còn có ốc biết trong tay mình nó kêu rột rột luôn á. Ăn được không? Không ăn được. Không được thì hẻ cũng vào miệng lên rồi. Không được thì mình ăn vừa vừa thôi. Vậy hả? Kiểu em tính em phong bạc ý là em thích ăn và thích trải nghiệm những cái gì mà nó khó khăn đó chị. À, đây là bao tử cá tôi chưa bao giờ ăn hết. Ngày hôm nay tôi sẽ ăn. Xin lỗi mọi người, nóng quá. Đúng rồi, nó ăn vậy. Ủa vậy hả? Ăn vậy nó mới thùy vị nó ra giống người ta kìa. Nó là bao tử cá thiệt. Chị ơi, cái trứng này nó ngộ lắm. Thế à? Ăn thử cái trứng này hồi nãy em nói là sao? Thử trứng ngon quá. Da heo giòn nha. Da heo rất là giòn, ăn vô là rộp. Bé Nhi bảo là đang giảm cân, đang trong giai đoạn siết giảm cân mà gặp tôi. Hết bắt ăn bánh nè, để ăn trộn đoạn vặt. Nói chung là mọi bé hết à. Cái này ngon lắm. Cái sốt này nhìn nó rất là cay nhưng mà thực ra là nó không cay lắm đâu, nó không nồng nữa. Ngay chính thức em đã bị chị mất thi chơi nhảy heo nha mọi người. Thế ngày hôm nay có chuyện gì đổi cho chị đúng không? Dạ đúng rồi. Em có hay đi ăn ngoài ăn vặt không? Thì không. Bạn bè đi với bạn bè thì sao? Cũng không, tụi em không ăn, kiểu tụi em ít ăn kiểu vậy. Chứ bình thường là hay ăn cái gì? Giống con hay ăn cái gì? Dạ, salad không. Hả? Không, là ăn salad vẫn ăn bình thường. Nhưng mà kiểu là đa phần là tụi em sẽ đi ăn mấy quán ở trong á. À, quán ở trong nhà không? Cũng ngại. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà ai cũng ok, legit nha. Tại vì có ngoài chỗ ăn dưa leo nó bị đắng, chị ghét lắm. Chị ăn dưa leo đắng á. Thấy mắt ăn ngon. Nào bây giờ tôi sẽ thử. Con tôm sốt thái à. Tôm sống quá hả? Ừ. Ừ mà kìa. Thế này Ủa gì hả? Mày cay quá rồi không? Chết là bị gì vậy? Ăn đi. Ăn đi. Má nhỏ này đi ăn với nó rên nha. Không có rên nữa. Ê, thầy không muốn rên luôn ấy. Mà cay quá. Không phải là rên đâu mà kiểu như cay mình hít hà ấy. Cay người đàn ông người ta hít hà làm sao? Má cay quá. Má hít hà cũng nhẹ nhàng nữa. Má cay quá ní. Ôi. Ôi. Ê nhưng mà như vậy là em có phải em có làm thanh quản phải không? Thôi hay em không làm thanh quản đâu. Sợ em sợ nó bị fail lắm. À đúng rồi. Đúng rồi. Fail là không có cách nào cứu chữa luôn. Đúng rồi, tại vì không phải ai. Mọi người cũng hay bảo làm thanh quản kìa, nhưng mà cái thanh quản là nó hơi xui lắm. Nó xui nhiều hơn hơn nha má.
ví dụ như mà Thanh Quyển mà có bị gì thôi là cái giọng mình nó sẽ bị hư luôn á, là không có sửa được, mà không cứu được luôn, không cứu được, vô tủ đóng lại. Nên là em cảm thấy cái giọng cũng ok la rồi, okay, cũng là chị cũng thấy giọng này ok rồi, nhưng mà chẳng qua nó hơi điệu một xíu thôi, thì từ từ mình cứ làm điệu điệu ok không? Em liệu cỡ thì em liệu cỡ thì không không cái kiểu không được em không mèo nhả nữa khổ à, làm sao mà nó ai chỉ qua kiểm nhớ giọng đó. Hồi đó chị em hay giỡn với bạn em mới xong quay clip vậy luôn à, hay giỡn quá, cái clip nó đỉnh viral mà hồi đó hay làm content khùng điên. Cái bạn nói là em mày ảnh này đi, cái này dính nha, cái này rất là dính nha má, là mày rất dính mà, ai giờ dính thiệt. Ai giờ dính thiệt má, dính thiệt luôn. Ồ dính cứng ngắc luôn. Bây giờ nói là được cái giọng đó không? Không hả? Hết nói được không ạ? Em là nói là giống như là kiểu là đã có những cái mình từng làm rồi, nhưng mà bây giờ kêu mình làm là không được. Giống như bây giờ mà kêu em nói giọng của quê em nói không ra. À ừ đúng rồi, chị cũng không nói được giọng đại làng nữa. Nhỏ rồi ăn nhầm đi ăn nước một bữa thôi là dính luôn đã. Tính mấy cái đoạn mà không ngờ tới lắm. Ờ hèn gì mấy anh dân quân cứ bắt em đi phường hoài, trời đất ơi. Đó đi chơi là phải năng lượng, là phải mấy người mà người ta dễ thương nhở, mọi người người ta vui vẻ dễ thương hay giỡn. Nhưng mà kiểu như là mình giỡn mà phải giỡn vừa thôi. Tại có những người á, người ta cũng nghiêm túc, mà mình giỡn quá là người ta bị dội á. Đúng rồi, mình phải xem cái người đó cái năng lượng người ta làm đúng sao. Đúng, người ta có giỡn với mình hay không? Đúng là người ta có vui mình giỡn không? Ừ. Em thấy chị là em thấy chị là có nghiêm túc không? Ờ, em nói từ là lạc mềm mục chặt, lạc mềm mục chặt. Lạc mềm mục chặt. Kiểu là hay. Có cái cứng là chỉ cần cứng. Có cái mềm là phải mềm cứng lé. Ghê quá, bữa nay còn cái gì là mình buộc chặt lại thành ngữ tục ngữ nữa. Nói vậy bây giờ trong tất cả mấy món này em thấy món nào nhất? Em thích chị. Thôi được, đánh mày liền á. Thu lại nè. Món nào thích nhất? Em thích ăn mít nhất. Em thích ăn mít nhất. Mít thì giống như mấy cái thả thính đó là nó tự chạy qua đầu em hay là phải có sự chuẩn bị trước, đi chơi dai là mình phải chuẩn bị trước? Không có, em nhìn chị cái tự nhiên em nghĩ sao em nói đó rồi. Trời ơi quá nhạy bén, quá nhạy bén. Giờ thì trong mấy món này thì mình nghĩ là mình không thấy là món nào cũng ngon, nhưng mà để ăn mà hay ho nhất thì mình nghĩ là đúng rồi, chứ là tại bình thường mình ít ngày ăn chân cút riêng như vậy đó. Còn nếu như mà món bình thôi thì mình nghĩ là cái này ok. Nói chung là cái sốt này nhìn nó vậy nhưng mà nó không cay lắm, hay tại vì bây giờ mình ăn cay nhiều, thế thì ra là bản thân mình thấy mình ăn đỡ cay hơn rất là nhiều rồi á. Ôi vô ngon quá nhờ. Wow, nhìn cái này ngon nha. Nói chung là vừa ngon hơn chị nghĩ, nhìn xịn, nhìn mà kiểu decor các thứ là rất là xịn. Em nhìn bị cuốn ấy. Ở đây còn có chân trâu bự nữa nè. Bây giờ chị đút em ăn đi, em đút chị ăn. Dao bột, ủa sao cái dao dao cái tay kỳ như vậy? Ta không có bị gì hết trơn rồi. Cái gì là cục chân trâu bự phóng to thôi mọi người, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu. Thôi dính răng, có ốc nước kêu chưa? Có cái rồi. Có kêu. Dính răng quá, dính. Ai bây giờ mình sẽ ăn thử cái này là mè. Bánh lăng mè đen. Em rất là thích ăn bánh lăng từ nhỏ lớn luôn ấy. Nhưng mà nhà em mới vừa đem vứt hết mười mấy hộp bánh lăng. Tại em mua sao em điệu em đâu ăn. Thử cái này ngon nha. Ngon. Nhưng mà cái này thì chị thấy nó hơi có vị mè đen. Không thích lắm. Nhưng mà ở dưới nó vẫn là cái caramel nha. Cái không có bị miếng chế đâu. Cái này là tiramisu nè. Tiramisu hả? Tiramisu cái này chứ hả? Mặt nước hôm nay thôi. Cà phê muối. Trứng sốt kem muối. Sốt kem muối á. Ê béo nha. Béo. Nó bị béo ngậy ấy. Nó bị béo ngậy. Béo ngậy. Ngậy hả? Ngậy. Ừ, béo ngậy. Béo ngậy. Cái này đối với chị ăn nha, thì chị cảm giác là cái này nó cái bánh của cái này nè, nó hơi bị cứng không? Cứng là để em thử lại. Ừ. Hơi bị sườn á. Cái bánh này chưa được nấu chín, nấu kỹ à. Phải không? Hơi bị sườn. Để em thử cái này thử. Ăn thử cái này có vẻ ok hơn nè. Ồ. Ê,
chị cũng có gu luôn á nha, chứ còn em ăn cái nào cũng vậy à. Nhưng mà tại vì á, cái này là nói chị cảm giác nha, tại vì mỗi cái này chắc cho người ta phải làm khác nhau mà. Nhưng mà theo mình thì mình cảm thấy là cái vị này á, bỏ lên thì nó chỉ gọi là thêm hương thêm hoa thôi. Cái đối với mình thì cái truyền thống vẫn là con nít. Nhưng mà nếu cái này mà dành cho ai mà thích ăn béo á, mình sẽ rất là thích. Ai mà thích ăn cái kem cheese này là nó chi ngay, đúng rồi, nó rất là chi luôn á. Cộng điểm cho cái cách trình bày với lại là cái những cái thêm vô, đúng rồi, nói chung là ăn nó lạ, cảm giác không phải ăn bánh lăng. Bắt mắt, đúng rồi, bắt mắt, đúng rồi, đúng rồi, bắt mắt, nhìn nó điệu. Ok mọi người, món ngày hôm nay mình thấy rất dễ thương. Trên đường mà mình tính không order nữa thì mình thấy một cái bánh mì nó siêu bé luôn. Nó bé bằng nhỏ hơn cái mặt mình nữa, nhỏ hơn cái tay mình nữa, ba ngón tay. Ê chị, để ba ngón tay nó tục lắm á. Nhỏ này nó nghĩ vậy quá. Không có. Này, cái này là món bánh mì chấm tiramisu, lần đầu tiên nghe. Bình thường là mình ăn vô có bị bị gì? Ấy chỉ không? Không, khủng quá sao mà. À không biết nha, tại vì lần đây là lần đầu chị ăn mà. Mai chị em mình mới confirm được là có ấy chỉ hay không. Thích cái cách mà cô ấy như là giả bộ kiềm chế cái cơn ngon của mình lại. Ăn trong đây thì thấy không? Cái gì em đi xuống, cái sốt cho em đi xuống thì nó hơi lạ lạ. Ăn rất là lạ lắm. Ăn lắm, ăn cái này nó thiệt. Mà đối với mình, cái bánh mì ok, cái này ok, nhưng mà kết hợp lại đó kiểu như nó bị không liên quan á. Nhưng mà ý là nó không có dở nha, không có dở, nó chỉ làm mình cảm thấy nó không có được dung hòa. Nó hơi lạc lạc, nhưng mà thật ra làm đúng rồi, nó hơi lạc. Tại vì cái này nó không có quá ngọt. Mà cái này nó hơi đắng nhẹ, nó cũng không quá đắng như chocolate. Cái này em nghĩ là cái bánh mì này nó phải có một chút bơ. Nếu mà có được thêm một xíu bơ thôi mà nó phải nóng hổi lên. Nóng thôi là nóng lên luôn. Bơ đường rồi bà ơi. Không, ý là nó chỉ quẹt một tí bơ lên cho kiểu nó có mùi thơm của bơ thôi ấy. Thì nó nóng ơi là nóng, thì khi mà mình ăn nóng với lại mình quẹt một cái xíu này á, em nghĩ nó lại có một cái gì đó nó lạ không? Nó lạ lạ. Nói chung là ăn du du thì thấy cũng được. Nhưng mà để bị nghiện thì hơi khó. Thực ra là cái này á, ăn miếng 1, miếng 2 nó rất là nịnh miệng. Miếng thứ 3, thứ 4 cũng nịnh miệng. Mà tới miếng thứ 5 mà đau hàm nha mọi người nha. Miếng cháo những ai á mà đọt hàm mới kìa. Như em á thì không có nên ăn vào cái thời điểm này. Nhưng mà nói chung là nó cũng được. Nói chung là nó không có dở nha mọi người. Nó chỉ là không có mà, đối với mình thôi. Thì là mình thấy nó đang hơi chưa có bình thường, kết hợp với nhau hài hòa lắm. Theo cái gu của em thì nếu mà đổi đèn trắng qua một nửa đèn trắng, một nửa đèn vàng là ok. À là sang hơn. Đúng, không phải là sang mà nó sẽ làm cho cái da mình dịu hơn. Những cái bạn kiểu như make up như là chị em con gái tụi mình như kìa. Còn những bạn nào mặt có khuyết điểm thì mấy bạn khi mà vào đèn trắng vàng á, nó sẽ dịu và khiến cho mấy bạn muốn vào để ngồi hơn. Nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà em cảm thấy cái chỗ này khá là thoáng. Em thấy mặt hơi tái rồi. Thoáng nha. Thoáng. Nó ok. Dễ thương. Nhân viên nhìn cũng dễ thương, hiền lành. Nhân viên dữ là người ta sao? Nhân viên dữ là nhân viên làm nu. Xong chưa? Không rồi ạ. Chị là nhiều gì? Về đi hiểu không? Hết giờ rồi. Hết giờ. Nhiều gì hết ba.